Tình hình của cậu ấy không ổn, mũi của cậu ấy bị va đập rất mạnh. Chúng tôi cần kiểm tra lại nhưng có vẻ khá phức tạp. Điều này thực sự rất đáng tiếc cho chúng tôi. Huấn luyện viên Deschamps dầu dĩ chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu. Theo huấn luyện viên đội tuyển Pháp, đội ngũ y tế đang tiến hành kiểm tra tình trạng của Mbappé. Tôi đã thấy cậu ấy nằm trên bàn trị liệu, chấn thương không hề nhẹ, vẫn cần phải xem xét và ở giai đoạn này tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Trong khi đó, ông Philippe Diallo, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp đã thông báo rằng Mbappé không cần phải phẫu thuật và có thể thi đấu ở những trận đấu tiếp theo. Quả là đáng sợ, ở ngay trận đấu đầu tiên, một trong những ngôi sao sáng nhất của Euro lại phải rời sân với khuôn mặt đầy máu. Mbappé đã bị gãy mũi sau pha va đập mạnh vào vai của hậu vệ Kevin Danso trong một tình huống tranh chấp trên không ở phút 86. Hình ảnh cho thấy cú va chạm với lực rất lớn khiến mũi của Mbappé không thể cầm máu và chiếc áo đấu của anh cũng nhuộm mảng màu đỏ rất lớn. Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân chăm sóc cho Mbappé trước khi thủ quân của đội tuyển Pháp được huấn luyện viên Didier Deschamps rút ra nghỉ ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, nhường chỗ cho Olivier Giroud. Các bác sĩ cho rằng Mbappé có thể phải ngồi ngoài ít nhất 10 ngày do phẫu thuật chiếc mũi bị gãy hoặc có thể lâu hơn, khiến khả năng ra sân trong các trận đấu còn lại tại Euro 2024 của cầu thủ 25 tuổi bị nghi ngờ nghiêm trọng. Tuy nhiên, Mbappé đã lên tiếng trấn an người hâm mộ với bài đăng trên trang cá nhân chỉ vài giờ sau khi trận đấu kết thúc. Đội trưởng đội tuyển Pháp hài hước viết: "Mọi người có ý tưởng nào về chiếc mặt nạ không?" kèm theo biểu tượng cười lớn. Mbappé ám chỉ anh có thể cần phải đeo mặt nạ bảo vệ nếu cầu thủ 25 tuổi quay trở lại trong phần còn lại của Euro 2024. Người hâm mộ đã phản hồi bài đăng của tân binh Real Madrid với bình luận hài hước không kém rằng anh nên đeo mặt nạ ninja rùa. Còn nhớ trước trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Áo, Marcus Thuram nói đùa rằng Mbappé trông giống như một con rùa ninja. Ngôi sao của Inter Milan đang trả lời truyền thông trước trận thì một nhà báo gọi nhầm anh là Mbappé. Đáp lại, Thuram nói đùa: "Mbappé ư, tôi đẹp trai hơn cậu ấy, tôi trông không giống một con rùa ninja." Ai ngờ bây giờ lời nói của Thuram đã ứng nghiệm vào Mbappé, bởi với cái mặt nạ sắp phải đeo, trông cầu thủ này càng giống ninja rùa. Song có những người lại tỏ ra bi quan. Cựu bác sĩ của đội tuyển Pháp Fabrice Brian thừa nhận có thể Mbappé sẽ sớm kết thúc Euro tại nước Đức nếu chiếc mũi bị gãy của anh ảnh hưởng nghiêm trọng và trường hợp may mắn nhất là phải nghỉ thi đấu 10 ngày. Đối với những người chơi thể thao ở trình độ cao nhất, việc đối phó với chấn thương mũi sẽ khác với những trường hợp bình thường. Theo những gì chúng tôi thấy, mũi của Mbappé bị lệch nên sẽ phải phẫu thuật để khắc phục tình trạng mất cân đối. Về khả năng sẵn sàng trở lại của cầu thủ sau đó phụ thuộc vào quá trình hồi phục. Đối với những người không chơi thể thao chuyên nghiệp, họ chắc chắn bị bác sĩ cấm làm bất cứ điều gì trong vài tuần. Nhưng với những người chơi thể thao ở cấp độ cao nhất, họ vẫn có thể thi đấu trở lại bằng sự bảo vệ của mặt nạ. Trường hợp của Mbappé, nếu ca phẫu thuật được thực hiện sớm ở Đức thì sẽ mất một chút thời gian để vết thương lành lại. Trong 10 đến 15 ngày tới, Mbappé có thể cảm thấy hơi phức tạp một chút. Điều cần thiết bây giờ là đánh giá đầy đủ cái mũi gãy của Mbappé để xem liệu chỉ có vách ngăn mũi bị ảnh hưởng hay có bất kỳ bộ phận nào khác trên khuôn mặt bị biến dạng hay không, chẳng hạn như dây thần kinh mặt. Nếu đúng như vậy thì thật đáng buồn là cuộc thi sẽ kết thúc đối với cầu thủ đó. Còn nếu chỉ bị ảnh hưởng ở vách ngăn mũi, không ảnh hưởng đến vùng khác, thì Mbappé chỉ cần nắn chỉnh lại và chờ chữa lành hoàn toàn. Với những người chơi thể thao trình độ cao, một cách xử lý đơn giản nhất với rủi ro này là buộc họ sử dụng biện pháp bảo vệ mặt. Trong mọi trường hợp, một số ngày hoặc thậm chí có thể là một tuần, cầu thủ thực sự không được phép di chuyển hay vận động nặng. Họ cũng cần tránh bất kỳ môn thể thao nào tiếp xúc vào để tránh va chạm. Theo tôi, nếu Mbappé chỉ bị tổn thương vách ngăn mũi và tùy thuộc vào cuộc phẫu thuật có đau đớn gì không, cậu ấy có thể ra sân ở giai đoạn sau của Euro. Vậy gãy sống mũi nguy hiểm đến mức nào? Gãy sống mũi hay còn được hiểu là hiện tượng chấn thương xương mũi. Đây là khu vực ở giữa mặt nhô cao hơn so với các bộ phận khác. Do đó, trong sinh hoạt hàng ngày, nếu bạn không cẩn thận thì xương mũi có nguy cơ tổn thương rất cao. Các bác sĩ cho biết chấn thương xương mũi là một trong những chấn thương hàm mặt phổ biến nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khi xương mũi gãy, một số khu vực lân cận cũng bị tổn thương, ví dụ như vách ngăn hoặc sụn mũi, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nhìn chung, tổn thương sống mũi xảy ra với nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ đến nặng. Bệnh nhân tổn thương sống mũi nhẹ thường bình phục nhanh hơn, ít gặp di chứng. Tuy nhiên, dù chấn thương ở mức độ nào, bạn vẫn phải chuyên tâm điều trị để hạn chế tối đa di chứng xảy ra. Việc chủ động điều trị sẽ giúp bạn phục hồi sức khỏe nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như chi phí điều trị bệnh. Theo các số liệu thống kê, bệnh nhân tổn thương sống mũi đa phần là người trưởng thành bởi vì xương mũi của họ tương đối giòn. Song các bậc phụ huynh cũng cần để ý tới trẻ nhỏ bởi vì nếu trẻ không may bị gãy xương mũi, gương mặt có thể bị biến dạng trong một thời gian dài, đồng thời nhiều cơ quan lân cận cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực. Đối với bệnh nhân gặp chấn thương hàm mặt, nếu tổn thương được phát hiện sớm thì họ có thể điều trị kịp thời, tránh tình trạng biến dạng khuôn mặt, hoạt động của một số cơ quan suy giảm.
Để làm được điều đó, trước tiên bạn cần nắm được các dấu hiệu thường gặp của bệnh nhân gãy sống mũi. Đau và căng tức mũi là cảm giác mà bất cứ bệnh nhân nào bị tổn thương xương mũi cũng phải đối mặt. Cảm giác đau nhức này ngày càng tăng nếu bạn chạm vào khu vực bị tổn thương. Đồng thời người bệnh cũng gặp phải triệu chứng như chảy máu hoặc là dịch nhầy từ mũi. Đây là tín hiệu cảnh báo xương mũi đang gặp tổn thương nghiêm trọng. Các bạn tuyệt đối không được bỏ qua các triệu chứng kể trên. Với những chấn thương nặng, mũi của người bệnh còn bị biến dạng, ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ của gương mặt. Điều này khiến cho bệnh nhân không giấu được sự tự ti mỗi khi đi ra ngoài đường. Thậm chí một vài bệnh nhân còn cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn, tình trạng nghẹt mũi, khó thở diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Triệu chứng kể trên cho thấy xương mũi của người bệnh đã bị tổn thương nặng nề, họ cần được điều trị sớm. Nếu không, các di chứng tệ hơn sẽ xuất hiện và đe dọa tới sức khỏe của bệnh nhân. Nhiều người lo lắng không biết gãy sống mũi có phải là chấn thương nặng hay không. Thực tế nếu bạn không được điều trị đúng cách thì đây sẽ là một dạng chấn thương khá nghiêm trọng. Thứ nhất, mũi của bệnh nhân có nguy hiểm biến dạng vĩnh viễn, ảnh hưởng tới sự hài hòa của toàn bộ gương mặt. Đây là một trong những di chứng thường gặp nhất và khiến người bệnh mặc cảm, tự ti trong một thời gian dài. Vẹo vanh ngăn là di chứng thường xảy ra đối với những người bị tổn thương xương mũi. Triệu chứng thường gặp đó là bệnh nhân nghẹt mũi, khó thở, sinh hoạt hàng ngày bị cản trở. Trong trường hợp này, bác sĩ thường khuyến khích bệnh nhân tiến hành phẫu thuật để xử lý dứt điểm tình trạng vẹo vách ngăn. Bên cạnh đó, các bạn không nên chủ quan với di chứng tụ máu do chấn thương xương mũi gây ra. Nếu không phát hiện và điều trị đúng cách, sụn mũi có nguy cơ bị phá hủy. Tốt nhất là các bạn nên theo dõi sức khỏe trong và sau khi đã điều trị chấn thương xương mũi. Một số trường hợp bệnh nhân bị suy giảm chức năng hô hấp, nguyên nhân là do họ không điều trị triệt để chấn thương sống mũi. Lúc này mũi biến dạng, cấu trúc đường dẫn khí cũng thay đổi và gây nhiều khó khăn khi bạn hô hấp. Tất cả các phương pháp điều trị đều nhằm mục đích giúp khôi phục mũi về hình dáng tự nhiên, giúp đường thở hốc mũi thông thoáng. Do vậy mà càng điều trị sớm càng có hiệu quả, nên tránh để lâu quá 10 ngày sẽ gây can xương xấu. Khi gặp tình trạng gãy xương mũi nghiêm trọng, bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị dựa trên phân loại gãy xương mũi, cụ thể như: với trường hợp gãy xương mũi kín không di lệch, bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa và nghỉ ngơi. Với trường hợp gãy xương mũi kín có di lệch, bác sĩ chỉ định nâng xương chính mũi, nắn chỉnh vách ngăn mũi, lấy máu tụ hốc mũi và vách ngăn, đặt mách hốc mũi, sau đó đặt nẹp mũi phía ngoài trong thời gian từ 5 đến 7 ngày. Với trường hợp gãy xương hở, bác sĩ chỉ định thay băng làm sạch da, lấy dị vật, khâu vết thương, đặt lại xương, cố định trong, nắn chỉnh vách ngăn, lấy máu tụ, đặt mách mũi từ 3 đến 5 ngày, điều trị nội khoa, đặc biệt là tiêm SAT. Vậy thời gian điều trị trong vòng bao lâu? Thông thường các trường hợp bị gãy xương mũi sẽ lành lại từ 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên thời gian hồi phục của mỗi bệnh nhân được đánh giá dựa trên các yếu tố sau: phụ thuộc vào tình trạng sưng nề mũi, chảy máu mũi, thông khí mũi và các dấu hiệu tổn thương sọ não. Kết quả sau khi nâng xương mũi, thời gian mũi bị sưng nề, sống mũi thẳng không có lệch vẹo, đường thở thông thoáng.